chúng tôi thuộc chương trình văn hóa nhân bản Lộc Việt. Hôm nay chúng tôi được gặp ông Phan Kỳ Nhân, là Liên ủy ban chống cộng sản và tay sai, là người cũng là liên ủy ban đã tổ chức cuộc biểu tình để chống Tập Cận Bình ở tòa lãnh sự thuộc Los Angeles. Vậy thì xin ông cho biết cái cảm nghĩ của ông khi mà thấy một số đồng bào ngày thường cũng đến tham dự cái cuộc biểu tình này. Thưa toàn thể đồng hương ở hải ngoại cũng như là đồng hương ở trong nước, thì đây là cuộc biểu tình hết sức cần thiết và phải nói là rất quan trọng đối với cái thái độ bành trướng, cái thái độ bá quyền của Trung Cộng và điển hình là Tập Cận Bình. Từ Biển Đông qua tình hình mấy tháng vừa qua cũng như trên đất liền của Việt Nam, từ cái việc xâm nhập nho nhỏ từ cái cho người dân Trung Quốc đi xâm nhập vào các vùng làng mạc hẻo lánh để thuê mướn đất lâu dài dài hạn hay là buôn bán thế này thế nọ, và nhất là họ tạo cho Việt Nam một cái sự xáo trộn, và cái sự xáo trộn đó nó có tính cách hết sức là sâu sắc, và người dân Việt Nam không ý thức được trong tương lai, thành ra nhiều người không nghĩ rằng đây là một cái thủ đoạn rất sâu độc của Trung Cộng. Điển hình như vụ mướn đất dài hạn 50 năm hay là 100 năm thì đồng hương nghĩ như thế nào khi một người Trung Quốc ở trong làng của chúng ta rồi 50 năm, 30 năm, 100 năm rồi đẻ sinh con đẻ cái rồi dựng lần lần đồng hóa dân tộc Việt Nam chúng ta thành người Tàu. Đó là cái hậu quả hết sức lớn lao mà tôi nghĩ là người dân trong nước phải ý thức được chuyện đó. Còn đối với chúng ta ở hải ngoại cũng không thể thờ ơ với những việc đó được, không thể lãnh đạm với những việc đó được. Chúng ta phải có thái độ, và cái thái độ đó là gì? Cái quyền của chúng ta ở trên đất nước tự do này, đất nước Hoa Kỳ này, là cái quyền biểu tình để nói lên tiếng nói của chúng ta. Mà hôm nay chúng tôi tổ chức cuộc biểu tình ở đây vì chúng tôi không đi được Washington DC, nên chúng tôi tổ chức tại Tổng lãnh sự của Trung Cộng tại LA để mà phản đối thái độ của Tập Cận Bình hết sức ngang ngược, và coi như thế giới này dưới mắt của họ không có ai hết. Vâng, dạ thưa ông, đối với một số dư luận quốc tế họ nhận định rằng Tập Cận Bình thực sự là một kẻ rất là nhiều mưu mẹo về chính trị, nhưng mà cái mưu mẹo của ông ta là cái mưu mẹo không những ông ta nói dối với cả nhân dân Trung Hoa, và ông ta lại nói dối với dư luận quốc tế, và bây giờ quốc tế đều biết ông ta là một kẻ nói dối rồi. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về một kẻ mà lãnh đạo như là Tập Cận Bình mà phải dùng những cái thủ đoạn bịp bợm để mà lãnh đạo, mà vẫn vỗ ngực xưng là lãnh đạo của nước Trung Hoa, thì ông nghĩ sao? Tôi nghĩ là nhân dân Trung Hoa cũng có những thành phần yêu nước thật sự, yêu dân tộc thật sự. Thành ra cái chuyện mà ông Tập Cận Bình lên lãnh đạo của đất nước Trung Hoa mà trong suốt thời gian dài thì đồng hương thấy là rất con người rất thủ đoạn thâm độc. Đây là cái bản chất của người cộng sản, không riêng gì Tập Cận Bình, ngay cả những nhà tên lãnh đạo của đất nước chúng ta ở Việt Nam cũng là rất nhiều thủ đoạn mưu mô, nói một đàng làm một nẻo, và Tập Cận Bình cũng như thế thôi. Và tôi nghĩ đối với ông Tổng thống Obama phải hiểu được điều đó và phải có thái độ cứng rắn và quyết liệt đối với một đất nước như là Trung Cộng do Tập Cận Bình lãnh đạo. Dạ thưa ông, ở đây thì chúng tôi cũng vừa mới gặp một vài em thôi, là sinh viên của Nam Hàn cũng như là của Đài Loan, họ cũng đưa những cái cờ của Nam Hàn, của Đài Loan ra, và đồng thời một cái em của người Nam Hàn thì cũng đã dẫm lên cái cờ của Cộng sản Bắc Hàn. Thì với những cái em trẻ đó, mặc dù rất ít, nhưng mà ông có nghĩ như thế nào và các sự hiện diện của họ, mặc dù mình không có liên lạc và mời họ đến, nhưng mà họ đã tự động để mà tham gia cái cuộc biểu tình này? Thật sự mà nói, cái xu hướng chung của nhân loại đều chọn sự hòa bình và chọn sự tự do hạnh phúc của toàn dân, mà những thế hệ trẻ
như điển hình như một em của Nam Hàn mà đứng đây đó, tham gia dự cuộc biểu tình, vì họ đã nhìn thấy bộ mặt thật của Tập Cận Bình cũng như cái chế độ của Trung Cộng nó như thế nào. Và chúng tôi cũng mong mỏi rằng cái gương rằng những người tuổi trẻ Việt Nam, nhất là tuổi trẻ hải ngoại, tuổi trẻ trí thức ở hải ngoại phải nhìn thấy được chuyện đó mà ý thức được chuyện đó, mà phải có trách nhiệm với dân tộc và đất nước, chứ không phải thờ ơ. Và vì họ không hiểu thực chất của đất nước Việt Nam như thế nào phải nói như vậy. Thành ra trong suốt như điển hình ngày hôm nay, trong các cuộc biểu tình đâu có tuổi trẻ nào ngoài những người trung niên như luật sư Nguyễn Hoàng Dũng thì thôi, toàn là những người lớn tuổi như chúng tôi hay là trung niên, chứ không có tuổi trẻ nào tham dự. Điều đó chúng tôi rất tiếc cho tuổi trẻ Việt Nam. Tôi nghĩ là tuổi trẻ Việt Nam phải nhìn thấy sự thật. Chúng ta không có lừa bịp ai, chúng ta không có gian dối ai. Chúng tôi chỉ cần tuổi trẻ phải tìm sự thật của miền Nam trước kia và rồi so sánh giữa hai cái chế độ như thế nào để chọn một cái con đường đi cho nó đúng. Vâng, chúng tôi xin thành thực cảm ơn ông đã trả lời cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Cảm ơn anh Nhận và xin chào toàn thể đồng hương.